Chỗ này là anh đi sẽ trồng cái cây hoa hồng. Trời ơi, dâu ngon chưa cả nhà? Dâu đang khuyến mãi. Những cái này mình mua để nấu phở rồi này, ngon lắm. Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mid Germany. Hôm nay tụi mình đi mua thêm cây giống về trồng. Ở đây người ta bán tắc quá trời luôn nè. 20 euro một chậu. Chậu cây lớn thì 30 euro một chậu, 750 ngàn đồng một chậu ha. Cái này người ta nói là tắc cam. Hôm nay trời ấm lên, bắt đầu người ta đem hết cây cối ra ở bên ngoài, người ta bán quá trời luôn nè. Đi chợ cây giống mê lắm cả nhà ơi. Bên đây là khu vực hoa hồng nè, anh đi nói là mua thêm hoa hồng về trồng. Đây là những cái loại cây dâu mình mua dâu về để trồng, dâu mâm xôi ha. Dâu mâm xôi trái ngọt ngon lắm. Đây dâu mâm xôi nè, dâu mâm xôi vàng. Ở đây là có cái gì ta, hình như nó là blueberry nè, đúng rồi, là blueberry. Mình thấy có bông rồi, chắc là mình sẽ trồng thử để xem là có trái không. Dâu mâm xôi, người ta nói là cái loại này, dâu mâm xôi này thì tới tháng tới mùa thu nó mới chín, mình sẽ lấy một cây này. Đỗ quyên nè, đỗ quyên ở đây có nhiều màu ha, đẹp quá. Đỗ quyên này mình trồng nó chịu được lạnh, nó sống được qua đông luôn. Bên đây là nho. Nho này 17 euro một cây. Cái này là hoa hồng leo. Hoa hồng leo thì bán 16 euro một chậu. Ở đây là những loại rau thơm. Salad, su hào. Họ bán 2 euro cho 6 cây nhỏ như thế này nè. 6 cây con. Này là su hào nè. Salad. Cứ một khay như thế này là 6 là 2 euro. Hành lá. Ớt có trái rồi, 2 euro 79 một cây, tức là khoảng 70.000 đồng. Có trái rồi nè. Đây mình mua chỗ cây nè. Cây với lại một cây hoa hồng, còn lại là 4 chậu cây ăn trái các loại dâu. Ở trong đây thì người ta có bán hạt ngò rí nè, một bịch này hình như là chưa tới 1 euro. Anh đi mua hoa hồng leo. Khu vực bên này thì người ta bán những cái cây kiểng. Cây kiểng lớn nè, như là cái cây này để làm hàng rào. Hàng rào nhà mình trồng năm trước á, thì có một số cây nó bị chết. Đó, cây nhỏ như thế này là người ta bán 10 euro một cây. Tức là cái loại này nè thì làm hàng rào á, nó không có xòe ra và nó cũng không có gai. Cái lá của nó rất mềm á, nên là anh đi thích mua cái cây này nè. Nó chỉ mọc và nhọn lên thôi, rất đẹp. Mình mua 10 cái cây này và để trồng vào hàng rào, trồng cho những cái cây chết năm trước á. Thì cái loại mà nằm trong chậu nhỏ này á, là người ta bán 5 euro một cây nè. Đó, thì mình chỗ nào mà cây chết rồi mình trồng xen vào thôi. Bên này thì 10 euro một cây, như là nó chỉ to to hơn một tí xíu thôi. Thank you.
Đó, năm trước anh đi mua qua mạng internet á, thì người ta bán hình như là 15 hay 17 euro một cây gì đó. Cây cao hơn như này, vas. Vas? Gibson oil or the Funsen oil, ein yeah. Stück. Aber riesengroß. Ja. Yeah. Auf Holland. Ja. Yeah. Cây cây cao hơn 1 mét nhưng mà trồng chết hết hơn một nửa. Hả? Không mà đến chung gì hết. Xe bây giờ đầy cây cối. Đó, hôm nay mình mua chỗ này là hết tổng cộng là 100 bao nhiêu ta? 110 euro. 2 triệu mấy á. Gần 3 triệu. Hôm nay có dâu to nhìn thấy mê quá. Trên đường về tụi mình ghé qua siêu thị mua đồ ăn. Táo xanh này ăn nó chua chua ngọt ngọt á. 1 kg nè. Là 2 euro. Mình mua về trộn gỏi ăn ngon lắm á. Cái dưa này ăn ngon lắm nè cả nhà. Dưa này luộc trắng. Ở trong siêu thị này bán rau củ tươi lắm mà giá không có mắc. Như ở đây dưa leo nè, giá 49 cent một trái dưa leo. Dưa leo thì bây giờ rẻ hơn rồi đó. Nhiều bạn hỏi mình mua bò gân ở đâu nè. Đấy, người ta bán kiểu như là để nấu súp á. Thì người ta bán trong cái hộp như thế này nè. Đó, thường là người ta ghi cái chữ mà soup and flesh là cái thịt để nấu súp thì thường là nó có nhiều gân á. Những cái này mình mua để nấu phở rồi nè, ngon lắm. Nó dạng như là bò bắp á, mà người ta cắt ra từng khoanh này nè. Cái này không có xương ha. Và người ta bán với giá là 12 euro một ký. Tức là 300 ngàn đồng một ký. Có siêu thị thì họ để nguyên cái bắp bự luôn. Ở đây thì họ cắt ra từng khúc rồi, từng khoanh. Dâu hôm nay mình mua ở trong siêu thị người ta khuyến mãi. Dâu quá trời to luôn. Giá 3 euro 50 một ký. Tức là gần 100 ngàn đồng một ký ha. Mình sẽ thử cái trái to nhất này. Mình sẽ đem rửa xong rồi mình sẽ thử xem là dâu có ngọt không nha. Mình vừa rửa xong trái này nè. Dâu chua chua ngọt ngọt. Đi mua đồ về mình đói bụng quá, mình chạy vào nhà mình ăn chút xíu. Chạy ra đi thì thấy anh đi đang đào hố để trồng hoa hồng nè. Chỗ này là anh đi sẽ trồng cái cây hoa hồng. Hoa hồng, anh đi mua loại hoa hồng leo á. Tức là nó sẽ khi mà lớn á, thì nó sẽ leo. Thì mình sẽ làm cho nó kiểu như là cái cổng á, để cho nó leo lên. Cái chỗ này năm trước mình nói là mình sẽ trồng một vườn hoa hồng này, mà mình chưa có làm kịp đó. Đây là những cái cây cây mà để làm hàng rào nè. Đó, cây này thì hôm nay mình mua ở trong siêu thị là 5 euro một cây. Nó nhỏ nhỏ vậy nhưng mà không sao. Tại vì mình sẽ trồng xen kẽ. Đây nè, những cái cây mà đây, những cái cây mà năm trước mình trồng mà nó bị chết á, thì mình sẽ đào lên xong rồi mình sẽ trồng những cái cây mới xuống. Còn những cái cây mà nó còn sống nè thì nó cũng không có cao lên nhiều. Hàng rào năm rồi đó, trồng cây chết quá trời luôn. Thì cây bị chết á, là mình có hỏi người bán thì người ta nói là có thể là do khi mà mình trồng xuống á, mình không có làm xốp cái đất á, với lại không tưới đủ nước á, thì bắt đầu cây rễ của nó trong vòng 2 tháng á, mình phải tưới nhiều. Nếu mình tưới không đủ thì cái rễ của nó sẽ không có ăn được xuống đất thì nó sẽ chết. Đây mình mua blueberry này cả nhà. Mình trồng thử xem là nó ra trái không ha. Cái này thì ở Mỹ người ta trồng nhiều, còn ở Đức thì mình chưa thấy. Mình không biết là có ai trồng cây này lên chưa.
Và cái cây dâu này mình rất thích luôn nè. Đây là dâu mâm xôi á. Dâu mâm xôi ở Đức thì trồng nó ra trái to và trái rất ngọt luôn. Đó, cây này thì mình trồng chắc là năm nay nó sẽ không ra trái đâu, chắc phải năm sau. Còn bên đây là cái dâu mâm xôi vàng. Cái này thì mình chưa trồng bao giờ nè. Cây đỏ thì mình trồng rồi, vàng thì mình chưa có trồng. Đó, còn bên đây là dâu mâm xôi đen. Gọi là Blomberg. Cây dâu mâm xôi đen thì khá cao và có bông luôn rồi nè. Cây này thì là 12 euro một cây, tức là 300 ngàn đồng một cây nè. Còn cây blueberry thì là 14 euro một cây, tức là 350 ngàn đồng một cây. Đó, những cây này là cũng 12 euro một cây. Còn đây là cây hoa hồng mà anh đi chọn nè. Cây này thì 16 euro một cây, tức là bao nhiêu ta? 150 với lại 250, 400 ngàn đồng. 400 ngàn đồng một cây. Đó, màu này. Mình nói anh đi chọn màu này nè. Mình thích cái màu mà nó cam cam như thế này nè. Xong, Andy đã trồng xong cây hoa hồng. Mình sẽ trồng dài dài đây. Mình không biết là dài dài đây thì sẽ trồng mấy cây ăn trái hay là trồng một hàng hoa. Chắc là trồng một hàng hoa quá. Trồng hoa hồng ha. Hôm nay cũng muộn rồi nên Andy chỉ trồng cây hoa hồng xuống. Còn những cái cây khác thì mình sẽ trồng sau. Mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại video lần sau.